Kính bạch sư, cho con hỏi, khi nghi ngờ truyền cái thứ năm sinh khởi, chúng ta cần quán tưởng như thế nào để nó biến mất? Thưa quý vị, chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta loại bỏ cái sự hoài nghi, nhưng mà hoài nghi nó cũng có nhiều cái hoài nghi ha. Ví dụ như là mình hoài nghi là không biết là cái người này cúng dường cho mình có trong sạch hay không, nó cũng là hoài nghi. Mình hoài nghi là tới hết tuần này thì hết tháng này thì Covid nó có hết hay chưa thì nó cũng là hoài nghi. Nhưng mà những cái hoài nghi đó thì không có đáng kể, không có đáng để kể tới ở đây. Cái đáng kể tới ở đây đó là gì? Thứ nhất là hoài nghi về bậc đạo sư, tức là hoài nghi về Tam Bảo, hoài nghi về Đức Thế Tôn. Thì cái hoài nghi này là phải giải quyết nè. Cái hoài nghi thứ hai là hoài nghi về cái phương pháp hành trì. Đây, cái việc hoài nghi về phương pháp hành trì đó cũng phải giải quyết. Thành ra thứ nhất ấy, là để tránh được những cái hoài nghi này, chúng ta cần phải học nhiều kinh tạng ha. Tại sao á, mà sư nói với quý vị là nên tham gia những lớp kinh tạng, chứ còn ngại nhất là hành thiền mà không biết giáo lý. Bởi vì nếu như chúng ta hành thiền mà chúng ta không biết giáo lý đó, thì chúng ta không biết được cái vị thầy hướng dẫn của mình là đúng hay sai, không biết được cái phương pháp mình đang thực hành là đúng hay sai. Rồi khi vị thầy đó dạy mình cái gì đó, mình không có cơ sở để mình đối chiếu. Thành ra đó, phải học giáo lý thì mới có thể hành thiền tốt được. Cái thứ hai là nhờ học giáo lý đó, thì khi chúng ta tiếp xúc trong đạo á, khi một người nào đó nói cái gì thì mình có cơ sở để biết được là họ nói đúng hay nó sai, chứ không phải là mình cứ bạ đâu tin nấy, ai nói gì mình cũng tin, thì đó là điều không có nên. Hoặc là chúng ta cứ nghi ngờ không biết họ nói đúng hay nó sai rồi là mình cũng không có tin, thì đó cũng không đúng. Đó là cách, đó là cách, chứ không phải là mình ngồi để mình quán tưởng mà được đâu. Cách xử lý hoài nghi không phải nằm ở chỗ quán tưởng nha, mà phải đến cái chỗ thực hành bằng những hành động cụ thể như là học giáo lý. Cái thứ hai là mình phải tìm hiểu, nếu như kiến thức đó mình chưa học thì mình phải tìm hiểu. Phải tìm hiểu. Ví dụ như không biết được cái phương pháp hành trì đó đúng hay sai, mình phải tìm những bài kinh lục cho ra, hỏi hoặc là hỏi những vị mà có kinh nghiệm mà mình tin tưởng được, hoặc là mình lục trong kinh tạng mình tìm cho ra để xem coi là trong kinh nói đoạn đó như thế nào. Đây. Còn nếu như mà mình hoài nghi về Đức Phật ấy thì cũng vậy, mình tìm cho ra những tài liệu, những bằng chứng để mà chứng minh là Đức Phật có thật. Đấy. Và mình phải tạo thực hành những cái phương pháp làm cái tăng trưởng niềm tin. Ví dụ như phương pháp tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, thì nhờ như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng cái đức tin. Bởi vì nếu như á, đức tin chúng ta yếu mà trí chúng ta mạnh ấy, chúng ta sẽ nghi ngờ tất cả mọi thứ. Nghi ngờ đến cái mức độ là không biết Đức Phật nói đúng hay nói sai. Tới cái mức độ như vậy đó, rồi không biết được là kinh tạng truyền cho tới bây giờ là có còn đúng nữa hay không, cứ hoài nghi như vậy. Thành ra mình phải thực hành một vài cái phương pháp giúp cho nó cân bằng giữa trí tuệ và niềm tin ha. Bởi vì quý vị nhớ như thế này, có những cái chúng ta chưa thể thấy được bằng cái sự thực chứng mà chúng ta phải có niềm tin. Ví dụ như nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta chỉ nghe Phật dạy thôi và chúng ta phải tin. Cái thứ hai là lợi ích của cái sự giữ giới, lợi ích của sự bố thí,
Ví dụ như Đức Phật nói đó, sát sanh thì đi địa ngục, mà mình thứ nhất là mình không có thần thông, mình đâu có biết được là sát sanh có thật sự đi địa ngục hay không, bởi vì mình không thật sự chứng đắc cái đó và mình không thật sự mình thấy địa ngục. Nhưng mà mình phải có đức tin Đức Thế Tôn để mình tin rằng có địa ngục và khi sát sanh là phải đi địa ngục đấy. Cho nên chúng ta cần phải thực hành những cái phương pháp giúp cho cân bằng giữa cái trí tuệ và cái đức tin ha. Và sự lặp lại để tránh những cái nghi ngờ mà vu vơ thì chúng ta phải học giáo lý, phải tăng trưởng kiến thức của chúng ta, tăng trưởng cái nhận thức của chúng ta. Thì nhờ như vậy chúng ta mới có khả năng giải quyết được những cái sự nghi ngờ của mình. Ngoài ra đó còn một cái vấn đề nữa, đó là có đôi khi cái vấn đề đó nó nằm ở trong tâm của mình, nó lâu quá, nó cứ không có giải quyết được vấn đề. Thì một phương pháp nữa đó là gì? Để nó qua một bên, đừng có để ý đến nó nữa. Để nó qua một bên, bởi vì đó sẽ có một lúc chúng ta đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận ra vấn đề. Còn bây giờ trí tuệ mình chưa đủ mà mình cứ để nó thắc mắc hoài thì nó không có đem lại sự lợi ích ha. Cho nên nếu như mà chúng ta không tìm được cái phương pháp để mà giải quyết nghi hoặc của mình, ví dụ như hỏi những người mà mình tin tưởng, tìm trong kinh tạng, mà ngay cả những cách đó cũng chưa giải quyết được vấn đề của mình, rồi tăng trưởng niềm tin ở Đức Phật cũng chưa giải quyết được vấn đề của mình, thì tạm thời mình để nó qua một bên. Qua một đoạn thời gian, từ từ mình sẽ quay lại vấn đề, mình giải quyết nó sau ha.